Thưa quý vị, Bộ Công Thương hôm qua đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình sản xuất công nghiệp, đảm bảo hàng hóa Tết Nguyên đán năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Báo cáo đánh giá cho thấy nhiều tín hiệu khả quan bước đầu cho ngành công thương cả nước, đặc biệt là các lĩnh vực nhạy cảm như xăng dầu, điện, sẵn sàng cho năm 2024 nhiều khó khăn. Tháng 1 năm 2024, sản xuất công nghiệp phục hồi mạnh 18,3%, xuất khẩu tăng với tốc độ kim ngạch 42%, nguồn cung cấp mặt hàng tại thị trường trong nước dồi dào, doanh thu dịch vụ tăng khá, các mặt hàng như xăng dầu, nguồn cung điện cũng được đảm bảo. Không ở đâu xảy ra cái sự đứt gãy về nguồn cung, kể cả về xăng dầu hay là điện. Đặc biệt là trong cái dịp Tết thì rất may là giá cả thị trường thế giới thì cũng có cái chiều hướng giảm, cho nên là cái kỳ điều hành trong dịp Tết về xăng dầu là chúng ta có cái mức giảm tương đối cao tới trên 3%. Thế còn việc cung ứng điện thì chúng ta bảo đảm rất tốt. Thì hiện nay tập đoàn đã bám sát cái chỉ thị số 13 ngày 30 tháng 10 năm 23 của Bộ Công Thương cũng như là quyết định 3110 ngày 30 tháng 11 năm 2023 về việc vận hành thị trường điện và hệ thống điện để đảm bảo cung điện trong thời gian sắp tới. Và đặc biệt hiện nay thì thực hiện cái chỉ thị cái công điện 05 ngày 15 tháng 2 của Thủ tướng Chính phủ, thì tập đoàn đang triển khai quyết liệt các cái giải pháp đồng bộ để phối hợp với các cái chủ đầu tư BOT và IPP bên ngoài để chúng ta có thể đảm bảo cung điện trong cái thời gian sắp tới. Trong quá trình phản ánh tình hình sản xuất, Bộ Công Thương đề nghị các địa phương, đơn vị phản ánh đề xuất những nhiệm vụ, cơ chế, chính sách cần có. Trên cơ sở đó, những thẩm quyền của Bộ sẽ được giải quyết. Những đề xuất thuộc thẩm quyền của các bộ ngành chính phủ, thì Bộ sẽ tập hợp gửi chính phủ và các bộ ngành.